cha. Đào Diếp ở trong. Ủa gì vậy? Trời ơi. Ủa? Trời. Bé ơi dậy thi cưng. Cưng dậy. Ngủ gục hả? Chị ơi, bữa nay có trai đẹp tới quán. Có trai đẹp tới quán em. Đúng rồi. Đâu? Bây giờ chị hào hực lắm đúng không? Đúng rồi đó. Ba chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Mới có mười mấy à. Mười mấy là mười mấy? Mười mấy mười bảy rưỡi. Trời ơi. Anh cho đây nó nghe nè. Cho đây. Anh chịu ba em không? Gì vậy bà nội? Hả? Ta còn có nhỏ, còn nhỏ xíu rồi. Mà bây giờ mình sùm bao đi. Ai chiến thắng thì sẽ được quyền lựa chọn rồi, nha. Rồi hai em sùm bao đi. Rồi mình ra em đếm 1, 2, 3 nha. Từ từ ra đây nè, anh ra đây nè. Dạ mình ra quảnh tù xì chứ. Ủa? Phải sùm bao mới được. Mình phải quảnh tù xì cha cha. Đúng rồi, rồi. Quảnh đi. 1, 2, 3 2, 3. Rồi vậy là anh thôi, anh thắng đúng không? Anh chọn câu 5. Rồi. Rồi anh qua đây với Tâm Như. Anh qua đây với Tâm Như. Dạ đúng rồi. Màu đỏ với màu đỏ về hợp mạng anh. 2, 4, 6, 8, 10 cái. Wow. Cưng năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, cái gì ma? 24 tuổi. Trong năm 52 tuổi. Dạ. Hay quá. Nè bên tôi nè. Mày thấy không? Phục vụ sợ gớt tóc cho đồ ăn. Dạ. Thôi anh đội vô đi. Nhiều khi dầu bọ nó bắn vô tóc của mình á. Anh chịu khó đội cái nón này vô cho em nha. Dễ thương quá. Rồi rồi. Mình đi massage gội đầu thì anh chịu khó đội nón vô. Đúng rồi. Anh đợi, bây giờ anh đợi cái bao tóc đó nó chắc 2 năm nữa chắc không còn cộng nào. Rồi ha, bây giờ mình bắt đầu luôn đi. Mình bắt đầu chuẩn bị. Dạ. Mình sẵn sàng cho mình đeo bao tay được vô đi anh. Đúng hả? Rồi dạ. Bao đầu món kế tiếp chúng ta sẽ ăn qua là 2 4 6 8 10. 10 cái bánh chuối chiên nha quý vị. Mỗi cái hồi nãy em mua là 12.000 đồng, 10 cái là 120. Dạ mỗi cái là tương ứng là mỗi cái mà tại vì nó nén lại anh mỗi cái là 1 ký 8 rồi, nha. Mình đeo bao tay vô đi. Má này cái ngón tay. Dạ rồi. Dạ bây giờ là mình ăn nha mấy anh chị mình nha. Đó, 10 cái bánh chuối chiên. Rồi chuẩn bị. Rồi phát đợi câu 5 đem bao tay ngón này với. Đeo ngón này. Người ta ăn sang trọng người ta đeo có một bên thôi má. Đây cái ngón này rảnh đeo không được nè bà nội. Rồi. Dạ bây giờ khoan cái gì? Cái này nó để cho nó hết chơi vậy sao? Dở lên. Dở lên. Ờ cái này sao nó ngu ghê. Rồi, và bây giờ múc bánh chuối chiên 3 phút xin được phép bắt đầu. Nạo vô. Ừ, ngồi ở sang quá à. Mạnh dạn lên, ăn lẹ đi má. Trời ơi, Tâm Như ăn ơi. Ăn nhiều. Ăn vô con, cố lên, cố lên. Cố lên. Rồi, ăn nhiều mới chiến thắng còn năm ơi, lẹ lên. Nhanh lên. Mày ngu mày dồn leo một lần trước vậy là mày khỏi nuốt con. Lẹ lên, gán Tâm lên. Nhai vô. Nhai lẹ cho vô. Nhai lẹ. Tâm Như đi thi múc ban tưởng đâu mai đói. Nhai lẹ vô, nhai lẹ. Sợ. Ông nội đừng có ói nha cha. Ăn từ đó nha. Rồi, uống vô miếng nước đi cậu Năm ơi. Dồn vô, nhanh lên con, 1 phút 30 giây nè. Con đút cho cậu Năm cho. Đây cậu. Cố lên anh, cố lên rồi, anh. Nhét vô luôn, nhét vô luôn. Cậu Năm uống xì tin đã quá. Nhét vô luôn. Uống miếng nữa đi cậu Năm, uống miếng nữa đi cậu Năm. Nhét vô luôn, nhét vô luôn. Cố lên anh, cố lên anh. Cô Tâm Như làm như nó ăn ngay trái chuối bị hư cái gì á. Rồi, Tâm Như ăn trái chuối bị dập má ơi. Dập hả? Rồi, gắng lên Tâm Như ơi. Nuốt vô, nuốt vô. Rồi, vô đếm đi. Lan lan giúp Tâm Như đi lan. Mày không bị tai biến quá đây. Rồi. Trời ơi, kìa cái tươi quá à. Ăn chuối chiên tưởng ăn khô mực không có cha ơi. Tiếp. Rồi. Trời ơi, bên này ăn quý tộc quá như kiểu gia đình ăn bữa tối với nhau vậy á. Rồi Tâm Như lẹ lên con, lẹ lên. Dạ. Bên hộ gia đình này là gì biết gì không quý vị? Chương trình vượt lên chính mình. Còn hộ gia đình này là gì quý vị biết không? Cơm đồng viên. Trời ơi, ăn lẹ đi mẹ ơi, nuốt vô. Dạ rồi, bữa ăn của bà ngoại và cháu trai mới dưới quê về quý vị. Nhanh lên, nhanh lên. Dồn vô hỏng hết. Trời, mình ăn bút ba, mình ăn thi mà. Cố lên, cố lên. Để chị cho. Dồn vô. Ăn vô. Nó dắt dầu. Rồi lẹ đi má. Rồi để chị nút cho. Ừ. Cô ba chảo dầu ơi, cố lên cô ba chảo dầu ơi. Chết nhỏ má. Rồi từ từ. Hey, gắng lên. Trời ơi, rồi. Cái không, gì? Không có đi đám dỗ em ơi, không có đi đám dỗ, đừng có đem phòng về cưng ơi cưng. Móc ra. Rồi cậu Năm, bà ăn bút ba bà ăn bà quý tộc quá vậy má, bạn lại nhanh nhanh lên. Gắng lên, ờ uống vô. Nhanh lên. Chậm rãi từ tốn luôn á. Gắng lên áo đỏ ơi, gắng lên. Trời ơi. Mạnh dạn lắm, ông mạnh dạn lắm. Sao cậu Năm, cậu Năm cho miếng nước, cho miếng nước. Nếu cảm nghĩ đi cậu Năm ơi, không giỡn vô bây ơi. Anh ơi, cảm nghĩ đi. Anh uống sữa mẹ không em cho miếng. Cảm nghĩ cậu Năm sao? Ngon. Trời ơi, ngon kìa. Nói nghe nè, bánh chuối ngon không? Ngon. Ngon rồi, ăn lẹ đi. Rồi ăn lẹ, ăn lẹ đi. Rồi. Rồi uống miếng nước luôn, cậu Năm ơi uống miếng nước luôn. Uống trong nhà không nổi, đổ cái tay bóp cái bánh chuối đều gan bóp vậy. Trời ơi, bóp chắc dầu cái gì vậy cha. Rồi, gắng lên. Rồi bên kia hết. Hey. Bên kia hết nước hả? Hết rồi. Em đi xuống này múc nước cho em, múc nước mưa ngoài đây nè. Bà nội. Mặt bố ơi, ly nước tao uống. Rồi, 30 giây còn lại, ăn lẹ lên Tâm Như ơi, hết rồi cưng ơi, lẹ rồi cưng ơi. 30 giây cuối cùng, cố lên, cố lên, cố lên. Tâm Như lẹ lên, đang chọn thắng kìa. Tâm Như vô gia đình hài mà ăn kiểu này là chết rồi. Nạo vô, ờ, dắt dầu. Nội nó dắt không là hết 40 giây rồi đó. Vô, dán vô Tâm Như. Mạnh vô. Hả? Mạnh vô, ờ. Con Tâm Như nó ăn mà theo kiểu bị khờ á. Chị ơi. Nhìn nó giống như mấy em. Em tháng 7 chưa tới mà sao lên sớm quá vậy chị? 5, 4,
2 1 hết giờ. Chưa hết, tiếp còn 10 giây mà ăn tiếp đi. Rồi 10 giây cuối cùng. 10 giây cuối cùng. Lên. Lẹ lên. Ăn tiếp đi, đi tiếp. Rồi. 10 giây cuối cùng. Ăn tiếp đi, một cái nữa. 10 giây nó chơi qua lâu quá quý vị ơi. 10 giây cuối cùng, 10 giây cuối cùng. Ăn lẹ lên. 10 giây. Cái miệng nó bóng dầu. Rồi quên bấm dầu, rồi. Trời ơi, lau mặt kìa. Em ơi. Rồi, thôi ngừng đi. Hỏi ăn rồi chết rồi. Tao bằng ông nội ăn không có nhiều, uống 2 ly nước của người ta cha. Anh thằng 2 ly thì tin ông nội. Ông uống ổng no luôn, hết sức ăn luôn á. Rồi. Ê, quên đồng hồ còn 10 giây cuối cùng. 10 giây cuối cùng, 10 giây. 10 giây ăn đi. 10 giây. Trời ghê quá trong giấc ơi. Cô ba chảo dầu ơi. Nhìn mày sợ quá. Rồi, nuốt vô mới tính nha, nuốt vô. Rồi. Trời mấy má này ăn cái mất ói. Sao? Giữ nguyên hiện trường. Rồi. Đúng rồi, bọc thực phẩm lại. Bọc lại. Đúng tránh, rồi. Tránh tình trạng bị chào ra ngoài. Tránh gùi bu. Nước lọc quá anh ơi, uống thì tin đi mình. Hồi nó chết. Ác ghê á, nghĩ sao mà đưa bà ngoại lên thi đấu đi. Cô ba cháu giàu vậy trời. Rồi, cảm ơn anh ơi, ủa? Ông nội hết 10 giây ăn nữa hả cha? Ủa? À, vậy là anh còn thèm chị ơi, tặng anh ba cái đó là anh đem xuống ăn bù. Rồi, dạ rồi. Bây giờ chúng ta kiểm tra ha quý vị ha. Rồi, đây là Tâm Như ngồi, qua lau cho Tâm Như đi em. Lau cho Tâm Như đàng hoàng. Lau miệng cho Tâm Như đi cưng. Rồi. Trời ơi, lau, tháo cái lông mi ra kìa. Rồi, bây giờ mình đếm đi chị, mình đếm. Trời ơi, ghê quá má ơi. Con nhỏ này là cái trường hợp mà chăm sóc mẹ già rồi, kiểu người già bị tai biến, con nhỏ này đáng lên án đó quý vị, thiệt. Rồi dạ. Rồi cảm ơn anh nha, tôi giấy cho anh cha. Rồi. Bà nội hỏi là cái này chùi con kia rồi cha. Lấy miếng cá cho ảnh. Trời ơi, rồi. Ghẹo quá. Vâng, bây giờ thôi để mình điểm nha. Nói nghe nè, tôi thấy bên đây hồ biến bị nhanh đó nha, để tôi thấy nhiều lắm mà. Nuốt vô đây ông nội. Hay là bệnh có phép hay sao á. Rồi bây giờ thôi để em đếm coi bên cậu Năm với lại con của cậu đếm Năm. Đếm đi chị, đếm đi. Rồi đếm bên đây là bà ngoại với lại cháu ngoại rồi, nha. Rồi, bên đây còn 3 cái nha quý vị. 1 1 2 2 3 3 Dạ. Rồi bên kia thôi, từ từ bên kia đi. Rồi bên đây nha. 1 2 3 4 Cái thứ 4. Rồi bây giờ em xin mời hai đội chị chơi. Chị ơi chị quay lại, chị đếm bên đây đi chị. Rồi hai đội chơi mình đứng lên xem có còn giấu trái chuối nào không ạ. Không chị, chị quay lại đây, chị đếm bên đây lại nè. Bên đây, dạ. Đếm bên đây lại. Má ơi. 1 2 3 4 5 6. Ủa sao nhanh vậy? Nè, rồi đi bà đi quên kia mà đếm lại đi con này, quẹt đếm lại đi. Bên đây còn nửa cái. Có nửa cái à? Ông nội này ăn nữa đúng không? Chà giữ vô chà. Rồi còn bên đây. Đếm lại bên đây nè. Bên đây nè. Chị là MC, chị phải chấp nhận, chị phải đếm lại từ từ. 6 cái nè. Bà đếm lại 1 2 cái cho nó đi. 1 2 3 4 5 6, 6 cái đúng không? Rồi qua bên kia đếm lại. Rồi 6 nhận 6 cái nha. Bên đây. Wow, cà phê mạnh dữ. Nuốt hết luôn hả ba? Bây giờ còn rồi bà bên đây bà đếm lại. Chị một, sao hai. Chị làm trọng tài kỳ vậy chị? Hồi nãy là 6 cái mà trên đây còn 2 cái. Ba người giấu 3 cái đúng không? 3 cái. Má khùng quá vậy trời. Ai đúng mà giấu chị? Xem qua kia đếm lại cho cô người ta đây, hết chưa? Bên đây hết. Đem dĩa vô cho chị. Xét người chị ơi. Rồi kiểm tra người, kiểm tra người. Ê, mày chạy đâu vậy kia? Mày đem cái chuối đi đâu vậy? Má này chậm ghê trời. Mà. Rồi. Rồi. Em ra đây. Bây giờ kiểm tra người. Kiểm tra người đi. Rồi, lấy cái cây gạt lên cho chị đi. Kiểm tra người đi. Lấy cây gạt lên đó giùm chị coi, cái tròn này nè, cái tròn này nè. Yêu cầu bảo vệ an ninh kiểm tra người. Đây. Rồi đây để chị gạt lên. Rồi, ra đây. Ra rồi, đây đúng đây. Đi ra đây chính giữa. Bây giờ quý vị, thí dụ như người đẹp U Mê Lan. Quý vị mình có đi sân bay á, người ta sẽ gạt cho xuống dưới. Không có là nó sẽ không hú nha quý vị. Đúng rồi. Đây em sẽ test người đẹp U Mê Lan đầu tiên, giơ hai tay lên. Sao ủa cái gì vậy? Cái đồng hồ đâu có chổng vậy? Lại đi má. Trời ơi, đồng hồ báo thức của người ta để nhá, dắt bên hông. Không có giỡn nha. Dắt bên hông không lấy ra chưa? Lấy ra rồi. Rồi, ok giơ hai tay lên. Gì kỳ vậy? Ủa cái gì vậy má? Lấy ra rồi mà. Mày có còn cục pin không? Chắc còn cục pin hay sao? Rồi dùng cục pin luôn đi. Rồi đứng lại đàng hoàng. Bà này để đồ đạc luôn à. Bây giờ chị sẽ gà từ dưới lên. Rồi gà từ dưới lên đi chị. 2 3 Sao có chuồng chùa giống đó vậy? Bà giấu ở đâu? Hả? Hai cái niệm kim đan má ơi, cái giấu rồi, thôi bỏ qua. Rồi bỏ qua đi. Tới cậu Năm. Tới cậu Năm. Cậu Năm đi ra đi. Rồi. Bà có giấu cái gì trong người đàng hoàng, bà lớn tuổi đó nha má. Để cho ăn cái gì mà cái găng chính hành. Trời ăn. Rồi giơ tay lên bà nội. Ăn chú chim mà găng chính hành. 2 3 Trời
rồi mấy má này để được. Khẩu đại bác ở trong á, sao mà nó nã dữ vậy? Súng đạn ở đâu mà dữ vậy bay? Thôi tôi nói bà lớn tuổi bà giác súng hoài, má làm lại. Ông nội con rồi, lấy ra chưa? Lấy ra chưa? Còn chiều chơi đem đồ chơi của con cháu đem theo trong người chi biết. Hai ba thấy chưa, mấy phát luôn á má. Làm lại một lần nữa nha, làm lại lần nữa đi, cái gì tự dưới lên má. Cái gì vậy trời, thông cảm cái gì thôi, anh mới ăn chuối chiên thôi. Rồi tới Tâm Như, rồi tới Tâm Như, tới Tâm Như ra đi, nhìn Tâm Như giống mấy đứa bị bệnh đau vậy sao. Rồi hai ba. Ủa cái gì vậy? Thảo chú nghe kỹ nha, rồi làm lại coi. Giống tiếng coi heo kêu nha. Giấu cái gì trong đây? Giấu cái gì trong đây? Nó mới kêu dài như vậy. Đúng rồi. Mày giấu cái gì? Quay lưng lại. Mày có cái gì? Mày quay lưng lại. Để bảo vệ an ninh. Mày cởi đâu ra? Đó, thấy chưa? Con miếng chú chiên thấy chưa? Bởi vì giấu là nó kêu liền. Có gì cây an ninh này hay lắm. Giống như Túc nè quý vị. Nè, không có gì, thấy không? Qua được ải liền. Rồi, rồi, thấy không? Lấy mấy chú chiên ra. Lấy mấy chú chiên ra. Rồi, anh cháo đỏ lên đây. Ông nội này ăn nãy dữ lắm, biết có giấu gì không nè. Giơ tay ra. Rồi, giơ tay lên. Chuẩn bị. Hót bụng vô, để nó. Rồi, giơ tay ra. Hai, ba. Hello. Trời ơi. Cái này là cái kèn tay hả trời? Ủa? Thì ra anh là anh Tuấn kèn tay. Thì ra. Khoan coi. Anh. Cái áo này là đi mua là mình nói cái áo ôm body hay là cái áo phơm rộng anh? Không biết nữa. Không biết nữa. Ông nội lên lên đây. Làm lại. Làm lại một lần nữa. Làm lại một lần nữa đi. Giơ tay ra. Giơ tay lên, anh giơ tay lên. Hai, ba. Hello. Ê thằng quỷ. Cái kèn này ông lớn lắm á. Ông chỉ mày rõ ràng luôn á. Ông giấu nguyên đội kèn tay luôn hay gì á. Cái kèn này. Rồi. Ông có một cây saxophone không á. Cảm ơn anh trai rồi. Rồi cảm ơn anh trai, xin mời. Rồi. Áo trắng ra đây con. Hồi nãy chạy dữ lắm. Chạy dữ lắm. Nè đi ra đây nè, khúc này nè. Nè khúc này nè. Có lận cái gì trong người không? Có báo gì trong người không nha. Giơ tay lên. Hai ba. Giơ chưa, từ từ. Từ từ hả? Giơ tay lên đàng hoàng. Giơ tay cho đúng. Rồi hai ba. Chết mẹ. Ở bên kia là cái kèn. Còn này cái đồ gõ mỏ hả? Ê, ông nội này tu chung chùa với mày không? Cái gì vậy? Lâu lại, làm lại. Nghe một cái chén. Làm lại coi. Lại coi, lại coi, lại coi. Hai, ba. Thằng ơi. Trời ơi, anh ơi. Ê, anh ơi, ở trong trọng có một lăng hả? Hả? Thấy anh muốn lăng quá vậy? Thôi. Nói vậy thôi quý vị, cảm ơn hai anh trai rất là nhiều. Cảm ơn hai anh đã tham gia một cái game show mini múc banh đại chiến cùng Thánh Đấu Tương Nam. Và phần thưởng anh đội áo đỏ là đội Tâm Như sẽ là đội chiến thắng, cho nên anh sẽ nhận được 2 chú gấu bông. Cảm ơn anh trai rất là nhiều ạ.